Netizen Trung Quốc nghĩ gì về tiếng Việt và những hiểu lầm bất ngờ ở đây là gì? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề Học tiếng Việt như thế nào và tại sao người Việt nói tiếng Trung tốt như vậy? Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé? Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé! Có tiếng Việt à các bạn? Tôi tưởng Việt Nam nói tiếng Quảng Đông cơ. Chúng tôi có một cô con dâu người Việt ở đây học tiếng Trung chưa đầy một năm. Cô ấy thậm chí còn không thể nhận ra mình là người nước ngoài. Cần phải nói, Việt Nam vốn là do người Hán kế thừa, nhưng sau này có người đã đổi chữ Hán thành tiếng Pháp như hiện nay. Vậy người Trung Quốc học tiếng Việt có dễ không? Ở đó 3 tháng, tôi đã biết 2 hoặc 3 từ và cách phát âm còn chưa hiểu nhiều. Vợ dạy tôi một từ mà tôi quên mất từ kia. Tôi xin hỏi người Việt Nam còn gia phả và sách cổ không? Nếu có thì họ có hiểu được không? Không cần phải là cổ xưa, chỉ cần một đống chữ Hán phồn thể từ mấy chục năm trước thôi. Các câu đối được viết bằng tiếng Trung phồn thể, nhưng trong những năm gần đây họ còn được phép viết bằng tiếng Trung nữa. Tiếng Việt nghe rất giống phương ngữ của miền Nam Trung Quốc. Bạn có cảm thấy như vậy không? Tôi không thấy giống nhau nhỉ? Tôi không biết. Nhà tôi gần Việt Nam và tôi không hiểu tiếng Việt. Nếu trong nước bất công quá thì tôi cũng học tiếng Việt. Miền Nam Việt Nam và miền Bắc Việt Nam không phải là cùng một quốc gia phải không? Miền Nam Việt Nam là nước Camper, và sẽ không bao lâu nữa nó sẽ trở thành một quốc gia với Việt Nam. Nhiều người xem bối rối và nhầm lẫn từ ngữ với ngôn ngữ. Tiếng Việt thường sử dụng chữ Hán, điều đó không có nghĩa tiếng Việt là tiếng Trung. Thực tế, nó là một họ ngôn ngữ hoàn toàn khác với ngữ Pháp, và cách cấu tạo từ hoàn toàn khác. Một số từ trong tiếng Hán Việt phát âm giống tiếng Hán, nhưng không được phép hình thành khi người Việt học tiếng Hán. Tôi rất thích đến tham quan Việt Nam. Tôi đã đến Đà Nẵng. Ở đây ít người và phong cảnh rất đẹp. Tôi dự định đến thăm đảo Phú Quốc vào dịp lễ hội mùa xuân. Người đẹp ơi, tiếng Việt có dễ học không? Gần đây tôi có ý định sang Việt Nam phát triển và không biết trước nên chuẩn bị những gì. Ký tự tiếng Trung không khó nếu bạn biết hơn 1.500 từ, bạn có thể xử lý công việc và cuộc sống hàng ngày. Đây là ngôn ngữ tốt nhất để học trên thế giới. Người Việt Nam không sang Trung Quốc nữa à? Tôi lại nghĩ vị cứu tinh của tôi là Hà Nội. Tiếng Việt là bính âm chứ không phải ký tự. Chỉ khi một phương ngữ được cho là một ngôn ngữ độc lập, thì nó mới có thể độc lập về mặt văn hóa. Thật không may, văn hóa cần phải được tích lũy qua hàng nghìn năm. Người Việt nói chung có thể giao tiếp bằng tiếng Trung trong vài tháng, trong khi chữ Trung Quốc phải mất một thời gian. Có rất nhiều từ mượn tiếng Trung trong tiếng Việt. Tiếng Việt và tiếng Trung thuộc các họ ngôn ngữ khác nhau. Trước khi chữ Việt chuyển sang chữ Latin thì người ta cũng dùng chữ Hán, và chữ Nôm, người Việt Nam nên học thêm chữ Hán. Một số từ có thể được nghe như ký tự tiếng Trung, nhưng văn bản viết bằng bính âm và tôi không thể hiểu được. Phải chăng tiếng Việt thực ra chỉ tương đương với một phương ngữ? Không hoàn toàn, có rất nhiều từ cùng nguồn gốc với ta. Tiếng Việt không có từ cùng nguồn gốc với tiếng Hoa của chúng ta. Tiếng Việt chỉ mượn từ tiếng Trung Quốc. Có rất nhiều từ cùng nguồn gốc giữa tiếng Việt và tiếng Khmer ở Campuchia. Nếu tiếng Việt không thay đổi ký tự thì đó sẽ là một phương ngữ của Trung Quốc. Họ có nguồn gốc từ cùng một nền văn hóa và loài. Người đẹp ơi, tiếng Việt có dễ học không? Gần đây tôi có ý định sang Việt Nam phát triển và không biết trước nên chuẩn bị những gì. Ngày xưa Việt Nam là nước lệ thuộc Trung Quốc, thời đó ai cũng nói tiếng Hoa. Hiện nay một số tòa nhà cổ ở Việt Nam vẫn còn chữ Hán trên đó. Trước thời nhà Đường, Việt Nam là một quận của Trung Quốc và chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Quốc. Cách phát âm của tiếng Việt rất gần với cách phát âm của người Trung Quốc cổ. Tuy nhiên xét cho cùng thì nó đã bị tách biệt khỏi Trung Quốc hàng nghìn năm và tiếng Việt đã hoàn toàn phát triển thành ngôn ngữ độc lập của riêng mình. Tiếng Trung ngày càng được sử dụng nhiều ở Việt Nam. Nếu bạn phải thay đổi bảng chữ cái, thì đó quả là một vòng tròn văn hóa tuyệt vời ở Trung Quốc. Tiếng Trung Quốc khắc sâu vào gen chăng? Người đẹp ơi, chữ Hán không khó đâu. Chúng cũng là cội nguồn của bạn. Việc học viết bây giờ chắc chắn sẽ khó khăn. Người Việt có thực sự ghét người Trung Quốc không? Tôi rất muốn đưa gia đình đi du lịch. Người Đức học tiếng Anh cũng dễ dàng vì họ là người Đức. Tổ tiên của Việt Nam và Trung Quốc đều thuộc một họ. Tiếng Việt có chữ Hán tương ứng, giống như tiếng Quảng Đông. Bạn nói rất hay. Cách phát âm cũng tương tự nhau. Vào thời nhà Thanh, chữ Hán được sử dụng chính thức ở Việt Nam, sau khi Việt Nam bị người nước ngoài chiếm đóng mới được đổi sang ngôn ngữ như hiện nay. Tiếng Việt do người Pháp phát minh ra. Đọc nhiều, nói ít, sẽ không có ai cười nhạo bạn đâu. Họ đã nghĩ gì khi nước Pháp thất thủ? Tiếng Việt có nhiều từ vay mượn tiếng Quảng Đông và một số từ vay mượn tiếng Choang, tiếng Nông.
Ví dụ, Trung Quốc trong tiếng Việt giống với phương ngữ phía Nam của tiếng Choang. Ở Trung Quốc khó kiếm vợ, giúp tôi giới thiệu đối tác Việt Nam với. Nói thật đừng giận tôi nhé, người Việt thực ra là người Trung Quốc. Nhiều bạn ở Việt Nam chưa từng học tiếng Trung, nhưng khi sang sống ở Trung Quốc thì bạn có thể học tiếng Trung. Bạn có thể học các phương ngữ rất tốt. Ngôn ngữ của bạn gần với tiếng Trung hơn nhiều ngôn ngữ khu vực ở Trung Quốc. Xin chào, bạn ở đâu ở Việt Nam? Tôi sắp đi du lịch. Rất thuận tiện cho bạn dịch thuật. Tình cảm của Việt Nam đối với Trung Quốc quá phức tạp. Chúng ta vẫn cần phải chuẩn bị nhiều hơn trong 2 năm qua. Chúng ta đã chơi với Lào và Campuchia, vị thế của Việt Nam đã sa sút. Tiếng Trung của bạn tốt hơn nhiều so với người anh họ cũ của tôi ở Quảng Tây. Phần phía bắc của đất nước bạn đã được tách ra khỏi Trung Quốc vào cuối thời nhà Đường và là một phần biên giới của Trung Quốc về sau, nên việc làm quen với tiếng Trung Quốc là điều bình thường. Chào mừng các cô gái đến học tiếng Trung. Người Việt là người Hoa nên ngôn ngữ của họ chắc hẳn cũng tương đối dễ. Tiếng Trung vốn là ngôn ngữ truyền thống của Việt Nam và tiếng Việt tương đương với một phương ngữ của tiếng Trung. Người Việt và người Quảng Tây không phải là một gia đình sao? Chủ yếu là vì 800 năm trước, Việt Nam đã giành được độc lập. Bất cứ nơi nào ăn bằng đũa đều liên quan đến sự kế thừa văn hóa Trung Quốc và ngôn ngữ được kết nối. Các bạn đã bỏ chữ Nôm đi, nếu không thì chữ Hán cũng không khó phải không? Tiếng Trung đã được sử dụng trong suốt lịch sử, dù sao Việt Nam và Trung Quốc đã là một nước từ rất lâu rồi. Các bạn cũng từng sử dụng tiếng Trung. Có nhiều người Hán ở Việt Nam. Việt Nam ban đầu sử dụng chữ Hán và nói tiếng Trung. Không phải Việt Nam có lợi thế trong việc nói tiếng Trung Quốc, mà là nói tiếng phổ thông có lợi thế hơn. Việt Nam là quốc gia phát triển hơn Trung Quốc trên Douyin. Tôi muốn hỏi năm nay các bạn đã chuẩn bị cống nạp hàng năm chưa? Từ vựng cơ bản là khác nhau, và ngữ pháp cũng khác nhau. Chỉ có từ vựng nâng cao là mượn từ tiếng Trung cổ. Nhiều phương ngữ ở Trung Quốc là ngôn ngữ địa phương độc lập, rất khác với tiếng phổ thông. Ít hơn 25% vốn từ vựng cơ bản của tiếng Việt được cấu tạo từ các ký tự Trung Quốc, nhưng hơn một nửa được cấu tạo từ các thành phần tiếng Khmer và tiếng Mông Cổ. Từ vựng cơ bản của bất kỳ phương ngữ tiếng Trung nào cũng không thể có tỷ lệ thành phần, không phải tiếng Trung lớn. Như vậy, đây là điểm khác biệt quan trọng nhất giữa các phương ngữ tiếng Trung và các ngôn ngữ không phải tiếng Trung. Ngữ pháp của nhiều phương ngữ trong nước cũng khác với tiếng phổ thông. Sau này Việt Nam bị Pháp đô hộ và phát triển tiếng Việt hiện nay. Để tôi nói cho các bạn thông não, phương ngữ ở đâu Trung Quốc được nói bằng tiếng Việt? Nhật Bản và Hàn Quốc cũng có phương ngữ nhé. Không phải tất cả. Tiếng Việt cũng được chia thành hai phần, một phần thuần Trung Quốc và một phần thuần Việt. Tuy nhiên, hai phần có mối liên hệ với nhau, hơi giống tiếng Nhật, có thể viết hoàn toàn bằng chữ Hán hoặc bằng Kana. Từ các bình luận của netizen Trung Quốc, có thể rút ra những kết luận sau đây về cách họ nghĩ về Việt Nam, ngôn ngữ và lịch sử của người Việt. Nhiều netizen Trung Quốc có nhận thức không chính xác hoặc mơ hồ về lịch sử Việt Nam. Họ thường nhầm lẫn giữa việc Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc với việc đồng hóa hoàn toàn, chẳng hạn như cho rằng tiếng Việt là một phương ngữ của tiếng Trung hoặc Việt Nam từng là một phần của Trung Quốc. Một số người nhầm lẫn việc tiếng Việt từng sử dụng chữ Hán và chữ Nôm với việc tiếng Việt là tiếng Trung. Điều này dẫn đến quan niệm sai lầm rằng tiếng Việt có nguồn gốc trực tiếp từ tiếng Trung Quốc, trong khi thực tế ngữ pháp và cấu trúc của tiếng Việt hoàn toàn độc lập. Nhiều bình luận thể hiện sự ngạc nhiên và thán phục khả năng học tiếng Trung nhanh chóng của người Việt, đặc biệt là trong môi trường giao tiếp hàng ngày. Điều này cho thấy họ nhận thức được sự linh hoạt và khả năng ngôn ngữ của người Việt. Một số bình luận nhắc đến miền Nam và miền Bắc Việt Nam như hai thực thể riêng biệt, thậm chí có người cho rằng miền Nam Việt Nam là Camper. Điều này thể hiện sự thiếu hiểu biết của họ về sự thống nhất văn hóa và lãnh thổ của Việt Nam. Họ khăng khăng rằng Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, nhưng không đánh giá đúng mức sự phát triển độc lập của tiếng Việt và văn hóa Việt Nam sau nhiều thế kỷ tự chủ. Một số người còn cho rằng Việt Nam vẫn nên học lại chữ Hán hoặc tiếng Trung để khôi phục văn hóa, thật khó hiểu. Có nhiều quan điểm mâu thuẫn về mức độ giống nhau giữa tiếng Việt và tiếng Trung. Một số người nhận ra rằng tiếng Việt có ngữ pháp và cấu trúc khác biệt hoàn toàn, trong khi số khác lại nghĩ rằng hai ngôn ngữ này có mối liên hệ chặt chẽ. Một số bình luận mang tính chất thiếu tôn trọng, thể hiện thái độ bề trên khi so sánh Việt Nam với Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự phát triển và bản sắc độc lập của Việt Nam. Nhìn chung, những bình luận này phản ánh sự hiểu biết không đầy đủ và đôi khi sai lệch của một bộ phận netizen Trung Quốc về lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam. Tuy nhiên, xen lẫn trong đó vẫn có những ý kiến thể hiện sự ngưỡng mộ, tò mò và thiện chí với đất nước Việt Nam. Điều này cho thấy cần tăng cường giao lưu văn hóa để cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.